rồi, đây có loại này nữa anh nhá. Hàng này cao được tầm 1 mét. 1, 2, 3, 4, 5. 1 mét thoải mái anh ạ. Lên mầm, lên lập các thứ đẹp rồi. Đây em chọn cho anh 2 chậu. Rất đẹp luôn. Đốt ngắn, tròn, đều đẹp. Đó. Đây là 2 chậu loại đằng hàng 1 mét ạ. Ngoài ra thì có cả hàng cao hơn nữa, hàng 1 mét 2. Cây đẹp như này. Em cũng chọn cho anh 2 chậu. Chậu này là 1 này. Chung em mà đã lựa chọn là ngon rồi anh ạ. Cái này đường kính của nó phải tầm được 6. Cây to nhất này. Gốc đẹp như thế, đẹp. Đốt ngắn nhưng mà di dít đẹp. Đây là một chậu ạ. Ba cây gọi là to đều nhau. Đây chậu thứ hai. Mầm măng lên rồi, sống đảm bảo rồi anh ạ. Đấy anh xem anh ưng cái loại này chậu nào trong hai cái chậu to hoặc là hai cái chậu bé đấy thì để em gửi chính xác cái chậu đấy luôn. Nếu mà mua mà chậu to thì em thích cái chậu này hơn này anh ạ. Gốc nó to và hai nữa đốt nó ngắn, tròn đẹp. Những cái chậu như này thì nó sẽ đẹp hơn hẳn những cái đốt cây như này. Đấy nha, các bạn có nhu cầu mà muốn mua trúc Phật Bà hàng cao 1m hoặc 1m2 thì vui lòng alo ạ, 097 797 3535 ạ. Cảm ơn bạn.